Ni tăng lần thứ nhì ta ti giảm bí bù đăng sa nam ga cha mi o nam lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba ta ti giảm bí thầm măng sa nam ga cha mi o nam lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba ta ti giảm bí sẵn khăn sa nam ga cha mi o nam lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Bụt thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thẩm măng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu ti yam bi bụt thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti yam bi tham măng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti yam bi sang khang sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam bi bút thăng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam bi tham măng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam bi sang khang sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Vì sarana cửa hà năng paripun năng phép vi tâm báo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê dạ xin vâng. Bà na ti ma ta vệ ra ma ni sê kha ba năng sa ma ya ni, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina Dana Vệ Ramani Sikha Badang Sama Adiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichaha Chara Vệ Ramani Sikha Badang Sama Adiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Vệ Ramani Sikha Badang Sama Adiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sủ ra mê đã dâm mắt chấp mà đã tha na về ra mình đi sẽ khá và đăng sắp ma đi ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panati pata viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura meraya matchap pa ma da tha na we ra ma ni sikha pa đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha padane sa thu kang katwa appamadena nicaka lang samma rakitabbang, chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. A ma phần tê dạ xin vâng. Si la na su ga tan yan ti si la na fo o ga sam ba na si la na ni pu tan yan ti ta sma si ilang iso ta ye
các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các nên chư thiện tín phải ráng họ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thai, và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã trao truyền tâm vi và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con, và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Dặn kim chi cúc sa la cầm măng ca tát băng ghi ri dặn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sa ta san ni no áp thi dê cha sa ta san ni no ca tăng quân nhà pa lăng mai hăng tập bề ba ghi ba quan tu tề về tăng ca tăng su vi đi tăng định năng quân nhà ba lăng ma gia về cha ta tha na cha nam ti đề hoa gạn toa ni quê đa dâm tập bề lô cầm hi về sát ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma mun nhang bồ cha năng sắp bê nắp bàn thu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, điều là báo vững bền có thể tiếp chúng đầu lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng ngang, phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sinh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, quả thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Và cẩm dân đã lễ bái và xin tam bảo và xin giới xong. Và kính mời bằng tay của cô tu nữ Như Pháp. Và mời cô. Dạ sa thủ kính mời cô cẩm vân. Nam mô Bích Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai, cảm ơn cô Sạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong Lào Cai. Như Pháp kính lễ quý ba quý cô tu nữ. Như Pháp mến chào cô Cẩm Vân, mến chào Thi Ân Đạt, kính chào Buôn Bỏ, mến chào cô Sạng Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Đạo Hữu Châu Thoan, kính chào IQ em đó, mến chào cô Hành Kiểm, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, mến chào Dung Phạm, kính chào xin ngồi nghe. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Như Pháp, kính chào Đạo Tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã thay mặt đạo tràng để thăm bạn và thọ trì giới. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Sạng Đông đã mở sâm và cho đạo tràng được thính pháp. Nam mô Bích Ha Giá, và cảm ơn cô Sạng Đông cho bài học. Và chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tự Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để tiêu phong ôn bài Pháp Quốc Kinh số 248.
Dạ sư có chiếc máy không bạch sư? Sư có chiếc máy không? Sư có nghe được âm thanh không? Dạ. Dạ, dạ con kính dâng bích đến sư. Dạ sau đó sao như pháp kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên nha. Dạ con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tôn nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài kinh Pháp Cú câu số 248. Ê quam phô pu ri sa cha na hi pa pat tham ma asan nya ta ma tăng lô phô a mô cha chi rằng đúc kha gia rành tha dung. Vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỏi này những kẻ thiện hiền, chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường. Ái tham tội lỗi lỡ vương, cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Là cuốn thơ của Ngài Thượng Giới Đức. Và con xin kệ. Ê quam phô pu ri sa cha na hi pa pa tham ma asan nya ta ma tăng lô phô a tham mô cha chỉ răng đồ kha giá rành thay dung. Ê quam phô pu ri sa cha na hi pa pa tham ma asan nya ta ma tăng lô phô a tham mô cha chỉ răng đồ kha giá rành thay dung. Ê quam phô pu ri sa cha na hi pa pa tham ma asan nya ta ma tăng lô phô a tham mô cha chỉ răng đục kha giá răng tha dung. Dạ con xin hết. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo. Sa thú con thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp, con kính chào đạo tràng. Dạ sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 248. Ê vầm phô bú ri sa cha na hi pa ba thầm ma a san nya ta ma tăng lô phô a thầm mô chá chí răng đúc kha giá rành tha dùm. Ê phàm phô pu ri sa cha na hi pa ba thầm ma a san nya ta ma tăng lô phô a thầm mô chá chí răng đúc kha giá rành tha dùm. Ê phàm phô pu ri sa cha na hi pa ba thầm ma a san nya ta ma tăng lô phô á thầm mô chá chí răng đúc kha giá rành tá dùm. Vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê vầm phô pu ri sa cha na hi ba ba thầm ma a san nya ta ma tăng lô phô a thầm mô cha chí răng đúc kha giá rành tha dùm. Hỡi này những kẻ thiện hiền, chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường. Ái tham tội lỗi lỡ dương, cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính ơi, mời xích bắp nguồn lao cai. Hồi nãy thấy có xích có giơ tay. Kính mời quý vị nha.
Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng ạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? Alo. À dạ, con cảm ơn cô Cẩm Vân cho biết tín hiệu tốt ạ. Dạ, cảm ơn cô Dạng Đồng cho bài. Con xin phép được ôn bài câu pháp cú 248. Dạ, con cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Cảm ơn cô Dạng Đồng, cô Quanh Phong. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú 248. E quang phô Purisa Chanahi Ba Ba Tham Ma A sanh nhất ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi rằng đúc kha gia rằng tha dùng e quang phô purisa cha na hi ba ba tham ma a sanh nhất ta ma tăng lô phô a tham mô cha chi rằng đúc khả gia rằn tha dùng. Vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người khổ đau dài. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi này những kẻ thiện hiền, chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường. Ái tham tội lỗi lỡ vương, cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin phép được kể ạ. E quang phô pu si ra cha na hi ba ba tham ma a sanh nha ta ma tăng lô pho a tham mô cha chi răng rúc kha ya ran tha dung. E quang phô pu si ra cha na hi ba ba tham ma a sanh nha ta ma tăng bộ lô phô a tham mô cha chi đăng đục kha ya ram tha dung. Vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi này những kẻ thiện hiền, chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường. Ái tham tội lỗi lỡ vương, cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong, con xin phép được mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin phép được tâm mách ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sẵn Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 248. Ê quang phô phú trí xá cha na hí pa pa tham ma a sanh nhá ta ma tăng lô bồ a tham mô chá chí răng đúc khà giá răng thá dùm. Ê quang bồ phú rí xá cha na hí pa pa tham ma a sanh nhá ta ma tăng lô bồ a tham mô chá chí răng đúc khà giá răng thá dùm. Ê quang bồ phú rí xá cha na hí pa pa tham ma a sanh nhá ta ma tăng lô bồ a tham mô chá chí răng đúc kha giá răng thá dâm. Vậy người hãy nên biết chế ngự không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hỡi này những kẻ thiện hiền, chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường. Ái tham tội lỗi lỡ vương, cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau.
bản phổ thơ của Hòa Thượng Diệu Đức và cộng dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sip Quang Thanh. Thú sa thú cô Cẩm Vân. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà của cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và cô tu nữ Phúc Hạnh. À, con cô tu nữ Như Pháp. Con xin chào ngôi. Dạ con xin đọc bài câu pháp cú 248. Evam pho purisa cha na hi ba ba tham ma a sanh nha ta ma tăng lô pho a tham mô cha chi rằng dukkha ra ran tha dùng. Evam pho purisa cha na hi ba ba tham ma a sanh nha ta ma tăng lô po a tham mô cha chi rằng dukkha ra ran tha rùng. Vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Đấy bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Vâm phô vô dì sa cha ni thì ba tham ma ma sanh nha ta ma tăng lô po a tham mô cha chi răng đúc khả răn tha rung. E vâm phô vô rì sa cha na hi ba vâm ma a sanh nha ta ma tăng lô po a tham mô cha chi răng đúc ca ra răn tha rung. Hỡi này những kẻ hiện thiện hiền, chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường. Ái tham tội lỗi lơ vương, quấn vào cảnh khổ muôn trường đớn đau. Đấy bản dịch Hòa Thượng Thích Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Đảnh lễ Đức Thượng Tọa Đức Tịnh Đại Đức Tuệ, quý cô tu nữ và thân chào quý thầy. Dạ đạo tràng có bây giờ tự nhiên xin kể kinh pháp cú số 218. Evam pho cha na hi ba ba tham ma thanh nha ta ma tăng lô pho tham mô cha chi răng đúng kha và ran tha dung. Evam pho purisa cha na hi ba ba tham ma sanh nha ta ma tăng lô pho tham mô cha chi răng đúng kha và ran tha dung. Evam pho purisa cha ma sanh nhà ta ma tăng lô phụ ác tham mô cha chi rằng đúc khà giác ran tha dùng. Vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi này những kẻ thiện hiền, chế ngự điều ác chẳng nên thường, ái tham tội lỗi lỡ vương,
cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn chị Đăng Đông đọc hết bài. Dạ, bây giờ mời Nhung Phạm. Nhung Phạm có cái kinh pháp cú chưa? Dạ, vì hôm nay nhất mới cho nên là tự nhiên không biết âm thanh nó như thế nào nữa. Rồi, mời Nhung Phạm nhé. Dạ, sa tu cô tuệ duyên ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Thằng Mai ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu pháp cú số 248 ạ. Con xin cảm ơn cô Dạng Đông đã cho bài ạ. Con xin cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu. Ewang pho purisa chanahi papa thang ma asanyata asanyata ma tăng lô phô á thăng mô chá chí răng đúc khá giá răn thá dùm ê quăng phô bú rí xá chà nà hí bà bá thăng mà á sàn nhạ nhá ta ma tăng lô phô á thăng mô chá chí răng đúc khá giá răn thá dùm ê quăng phô bú rí xá chà nà hí bà bá thăng mà á sanh nhá ta mà tăng lô phô á thăng mô chá chí răng đúc khai á răng thá dùng. Vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi này những kẻ thiện hiền, chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường. Ái tham tội lỗi lỡ vương, cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã ôn xong bài ạ. Con xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Nhung Phạm. Nam mô Bụt Tha giá, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ Như Pháp, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, cô hành kiểm có trước máy không? Cô có thể cầm mic được không cô? Cô có thể cầm mic được không cho Như Pháp một tín hiệu ạ? Dạ, cảm ơn cô Sàng Đông cho Như Pháp bài học. Dạ, trong khi chờ đợi bằng tay cô Hạnh Kiểm mà con xin được ôn bài Cao Phúc Kinh số 248. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Ê Phật, Ê Quâm Phô, Bú Đi Sát Chà Na Hi Bà Bà Thầm Ma Á Sanh Nga Ta Mạ Tăng Lỡ Phô Á Thầm Mơ Chắc Chí Răng Đục Tha Gia Răng Tha Dâm. Vậy hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham vi pháp làm người đau khổ dài. Và đây là bản chỉ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ê quẩm phô bú rì xa cha na hi bà ba thăm ma a san nha ta ma tăng lô phô a thăm mô cha chỉ răng đúc kha và rảnh tha dùm. Hỡi này những kẻ thiện hiền,
chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường ngại tham tàu lợi lỡ vương cuốn vào cảnh khổ nguyên trường đớn đau. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chi tôn đức Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng và sa thú. Mời cô hành kiểm nha. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ con xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 248. E vam pho buddhisacchana hi pa ba tham ma asanyata ma tang lo pho a tham mo cha chi rằng đúc khà giá đàn tha dùng e quam phổ bồ đề sa cha na hi ba ba thầm ma a sanh nha ta ma tăng lô phổ a thầm mô cha chi rằng đúc khà giá đàn tha dùng. Vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỏi này, những kẻ thiện hiền chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường, ái tham tội lỗi lỡ vương cuốn vào cảnh khổ miên trường đớn đau. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ ạ. Ewam pho pu di sa cha na hi ba pa tham ma ha a san nya ta ma tang lô phô a tham mô cha chi răng đục tha và rảnh tha dùng. Dạ con trả bài xong rồi. Dạ con xin trả mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng. Sa thủ kính cảm ơn cô hành kiểm. Nam Mô Bích Thai Giá. Như Pháp mến chào cô Trần Đạo và vào đạo tràng. Cô Trần Đạo có thể cầm mít ôn bài không? Thì cho Như Pháp một bàn tay à, một tín hiệu à. Dạ cảm ơn cô Sẵn Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Cô Trần Đạo ơi, mới vào có thể ôn bài được không? Dạ mời cô Trần Đạo nha. Dạ Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Kinh Đạt, Đại Đức Tỷ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số. Dạ hôm nay số 248 ạ. Ê văn bố bi rì sa cha na hi bát ba tham ma a sang nha ta ma tăng lô po a tham mô cha chi răng lô kha và răng tha yun. Vậy người hãy nên biết không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm người đau khổ dài. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê văn bô bi rì sa cha na hi ba ba tham ma a san nha ta ma tăng lô bô a tham mô cha chi răng đu kha và răng tha yun. Hỡi này những kẻ thiện hiền chế ngự điều ác chẳng nên khinh thường, ái tham tội lỗi lỡ vương cuốn vào khổ miên trường đớn đau. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong rồi. Cảm ơn chị Đặng Đông đã hết bài. Dạ con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô Sẵn Đất, cô Trần Đạo. Dạ cảm ơn cô Trần Đạo cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Cảm ơn cô Sạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Sa thú thành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tự Đức Từ Bi Hoan Hỷ
Chuyên phong ôn bài pháp của kinh số 248. Như pháp kính cảm ơn cô Trần Đạo, cô Hành Kiện, cô Nhung Tạm, cô Tô Nội Yên, cô Quang Thanh, cô Cảm Vân, pháp nguồn Đào Cai và cô Rạng Đông đã hoan hỷ ôn bài pháp của kinh số 248. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay câu pháp của kinh số 249. Và cảm ơn cô Sản Đông cho bài học. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh ráng, não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn cho chúng con được học ngữ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp cú kinh số 249. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con kính lễ chư tăng thượng tọa Minh Hạnh và mến chào toàn thể quý vị đang có mặt ở trong diễn đàn pháp cú kinh. Để quý vị đợi cho chút xíu để Tịnh Đạt copy cái này cho cô Nhật Quỳnh. Dạ đạo tràng còn nghe được âm thanh của đại đức Tịnh Đạt không ạ? Dạ Như pháp không nghe âm thanh của sư. Alo, đạo tràng có nghe. Dạ con cung thỉnh, dạ cảm ơn cô Rạng Đông. Dạ cảm ơn. Dạ bạch con cung thỉnh sư cầm mic trở lại à, con kính nhân mic đến sư à. Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá, các vị có nghe được âm thanh chưa? Dạ chắc có thể là bị sơ suất đụng trúng cái nút tắt mic. Dạ bây giờ các vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay với câu kệ ngôn pháp cú số 249. Arahang Samma Sambuddho Bhagava.
Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadeṃi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Và một lần nữa con xin cảnh lễ chư tăng thượng thành và đức thầy đức cùng chư quý vị đang có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Và ngày hôm nay ngày thứ sáu ngày 8 tháng 7 năm 2022, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú số 249. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 249 có nội dung như sau. Đa đa ti quê gia ta sát thăng gia tha ba sa đa năng cha nô La ta yo cha mang gu pa wa ti ba re sang ba na po cha ne na so di wa wa ra ting na so di wa wa ra ting wa sa ma ting a ti ga cha ti da da ti we ya tha sa thang ya tha ba sa da nang cha no Tata yo cha mang gu pa wa ti ba re sang ba ba po cha nang na so di wa wa ra ting wa sa ma ting a di ga cha ti. Do tính tâm hỷ tâm loài người mới bố thí, ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm định. Do tính tâm hỷ tâm loài người mới bố thí, ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm định. Bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bản Việt ngữ văn nuôi của ngài Yên Đá Trên Đá Chánh Thân. Quả vậy, mọi người bố thí tùy theo đức tin, tùy theo sự quan hỷ, và tại nơi ấy kẻ nào sanh tâm đố kỵ về thức ăn, nước uống của những người khác bố thí, kẻ ấy không chứng được định tâm vào ban ngày hoặc là ban đêm. Dạ, Nam Mô Bụt-tha-ya. Người ta bố thí do tin, do tâm hoan nghỉ hằng vinh pháp lành. Có người đố kỵ tỵ ganh, thức ăn vật uống dân dành tỳ kheo. Người như vậy rước khổ theo, đánh mất yên tĩnh tại lại đều ác tâm. Bản Việt ngữ của ngài Giới Đức. Và Nam Mô Bụt Tha Giá. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 249 mà chúng ta đang học ngày hôm nay. Quý vị chờ tôi tí xíu, sẽ bị mất cái câu chuyện thôi. Dạ, câu ha kệ 219 nằm trong phẩm câu quế Malawaka. Trước khi đi vào trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ
tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 249 này. Dạ, câu Đa tí quê yá thà sắp thân yá thà bá xà đăng đăng chà nô tá thà vô chá măng khu khô vá tí bá rê sang phát nà phô chà nê Na sô tí quà vá rá tình quá sá mà tình á tí gá chà tí. Chúng ta có câu là Đa tí quê yá thà sắp thân. Đa tí có nghĩa là bố thí. Quê thật vậy. Yatha sắp thăng. Yatha sắp thăng thì chúng ta có cái từ là Yatha cộng với lại sắp tha, sắp thăng, sắp tha. Có nghĩa là cái tùy theo cái niềm tin. Tha niềm tin. Yatha sắp tha, Yatha sắp thăng là tùy theo cái niềm tin. Yatha basa danang chano, yatha basa danang chano, yatha basa danang. Chúng ta có từ là yatha là tùy theo, basa dana là sự quan hỷ hay là sự trong sạch. Yatha basa danang là tùy theo cái sự quan hỷ hay là tùy theo cái tấm lòng trong sạch của cái người cho đó. Chano, chano là người. Chano là người. Yatha basa danang chano. Câu kế tiếp là Tattha yo cha mang ku phavati pare sang pana pune. Tattha yo cha mang ku phavati. Tattha yo cha mang ku phavati. Tattha. Tattha. Tại nơi ấy. Vô là người nào, chá là và, tattha vô chá mang ku phavati, tattha là tại nơi ấy, vô người nào, chá và mang ku, mang ku ở đây chúng ta có cái từ đó là đố kỵ hay là bất mãn. Ở đây chúng ta dùng cái từ bất mãn nó rất là hợp lý. Bất mãn, sự bất mãn chữ mang cú. Tức là khi mà nhận từ bố thí của thí chủ mà sanh lên tâm bất mãn, rồi dẫn đến khen chê. Chữ mang cú. Câu quá tí là sanh lên. Sanh lên. Câu tí là sanh lên. Pare sang pana po chane. Pare sang pana po chane. Pare sang là của người khác, của những người khác, của những người khác. Pana po chane. Pana po chane là thức ăn và thức uống. Papa là thức uống. Po chana là thức ăn. Thức ăn, thức uống. Pana po chane. Pana po chane. Câu tiếp theo đó là Na so di wa wa. Na so di wa wa ra tình wa. Sama tình ati ga cha ti. Na so di wa wa ra tình wa. Na so di wa wa ra ting wa. Na so di wa wa ra ting wa sama ting atika chati. Na có nghĩa là không. So là người ấy, người đó.
đi qua có nghĩa là vào ban ngày, qua hoặc là rát tinh vào ban đêm. Nó là không, so là cái người đó, đi qua là vào ban ngày, và hoặc là rát tinh vào ban đêm. Đi qua ban ngày, và hoặc là rát tinh ban đêm. Samathin Adhigacchati. Samathin là cái sự an tịnh. Samathin là sự an tịnh. Adhigacchati là chứng được. Chứng được. Đạt được. Chứng được, đạt được. Dạ, như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ của câu kệ ngôn Pháp Cú số 249 này. Và một lần nữa, câu kệ ngôn Pháp Cú số 249 có nội dung như sau. Đa đa ti huệ ya tha sa thang ya tha ba sa đa năng cha nô. Ta ta yo cha mang ku pa va ti ba re sang ba na po cha ne na so di wa wa ra ting wa sa ma ting a ti ga cha ti. Do tính tâm hỷ tâm loài người mới bố thí. Ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống, người ấy ngoài hoặc đêm không đạt được tịnh tâm tịnh. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ Boss Văn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 249 này có cái duyên sự liên quan đến một cái vị khu trẻ tuổi tên là Tích Xá. Và cái vị tỳ khu Tích Xá này có cái tật là hay chê bai. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 249 này có cùng cái duyên sự với câu kệ ngôn Pháp Cú số 250. Và nhóm câu kệ ngôn Pháp Cú này liên quan đến một cái vị nhà sư trẻ tên là Tích Xá. Quý vị còn nghe âm thanh rõ không ạ? Duyên sự nhóm câu kệ ngôn này đó có duyên sự, đó là một lần Đức Phật ngự tại Chetavana thì có một cái người thanh niên xin xuất gia vào trong giáo pháp. Tuy là còn tuổi còn trẻ mới xuất gia, nhưng mà thanh niên này có một cái tật rất là lớn. Vị tỳ khu này tên là Tích Xá. Thì khi mà tỳ khu Tích Xá đi khất thực, đi dự các cái buổi lễ trai tăng, hay là khi mà bàn luận đến những cái đợt, những cái buổi lễ trai tăng lớn đó, thì tỳ khu Tích Xá này thường phát những cái lời nói không có được tốt đẹp, như là cái việc mà chê đánh giá về cái thức ăn, thức uống mà cái thí chủ bố thí, như là cái thức ăn này á sao mà nguội quá, cái thức ăn khác á sao mà nóng quá. Đã là một cái người tu sĩ xuất gia, trì bình khất thực,
sống nhờ sự cúng dường hậu độ của người cư sĩ Phật tử, nhưng lại có những cái hành động, lời nói không có được chín chắn, như là cái việc mà đưa ra cái nhận định xem xét, đánh giá, mà thường nó là những cái lời nói tiêu cực. Nhưng mà khi mà nói về gia đình quyến thuộc, cũng như là cái lai lịch của mình đó, thì Cụ Tứ Xá luôn luôn lúc nào cũng tân bốc, cũng tốt đẹp, giống như là mình xuất phát, mình xuất thân từ một cái gia đình quyền quý cao sang, mình xuất thân từ một cái gia đình giàu có quý tộc. Cho nên á, cái tật này á, là cái người quen ăn ngon, cái người quen thưởng thức những cái món ăn được chăm chút kỹ lưỡng. Cho nên khi mà vào xuất gia rồi đó thì gặp những cái thức ăn mà phải đi khất thực, có lúc được cái món này, có lúc được cái món kia, thì không có bằng lòng. Hay là sự cúng dường của ông cấp cô độc bà Quý Sơ Kha cũng không có bằng lòng. Thì ông á, thì Cụ Tứ Xá xuất gia thì xuất thân thì rất là xa, cho nên mọi người cũng không biết cái thật hư như thế nào. Nhưng mà thấy cái thái độ á, thì nhiều cái vị sư cũng như là Phật tử cư sĩ cũng không có bằng lòng. Cho nên bây giờ quyết định đó là cử người để mà đi về cái quê của ông đó, xem cái gia thế của ông như thế nào, để điều tra cái đời sống của ông như thế nào mà bây giờ ông có cái tật lớn quá. Thì sau một cái thời gian đó đi tìm hiểu đó, thì biết rằng cái vị Tỳ Khưu Tích Xá này đó, xuất thân rất là bình thường, không phải là con của dòng dõi vua chúa, hay là có bà con huyết thống với người giàu có quý tộc, mà là chỉ một cái người dân bình thường. Và cha của Tỳ Khưu Tích Xá là một cái người gác cổng làng, gác cổng thành, một cái xuất thân rất là bình thường. Nhưng mà để che đi cái thân phận bình thường của mình đó, thì Tỳ Khưu Tích Xá đã có những cái thái độ như vậy. Có thể là Tỳ Khưu Tích Xá nghĩ rằng dùng những cái thái độ như vậy đó để cho người khác không có xem thường mình, và cũng như là che đi cái thân phận bình thường của mình, thể hiện rằng mình là người sành về ăn uống, mình là người có kiến thức về ăn uống, cũng như là mình là người quen ăn uống cao sang quyền quý. Và một cái lý do nữa đó là do cái tật hay là cái thói quen của nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đã là như vậy. Ở cái tật này thì suy nghĩ rằng không quá là khó để mà chúng ta bắt gặp ở trong cái đời sống của mình hiện tại bây giờ, ngay cả ở trong cái hàng xuất gia tu sĩ. Và nhiều hơn hết đó là những người tại gia cư sĩ, nhất là những người thân quen, những người mà thùng rỗng kêu to, hay là tỏ vẻ khoác lác, nhưng mà thật chất á, thì cái người đó không có được là như vậy.
Thì cái câu chuyện này được bàn tán và trình lên Đức Phật. Tại sao Tí Xá lại có cái thói hư tật xấu này, có cái tật mà đã, nếu như là người cư sĩ thì đã khó coi rồi, đã ít cái người giao du rồi, ít có người tiếp xúc, ít có người làm bạn rồi, mà bây giờ là một người xuất gia tu sĩ nữa thì thiệt là không có chịu được. Quý vị tự nghĩ coi, một cái người xuất gia mà chê bai về thức ăn thức uống, nhất là cái thức ăn đó là được sự cúng dường chứ không phải là công sức của mình làm ra, thì quý vị nghĩ coi, dần dần đó nó sẽ ảnh hưởng không chỉ cho cái cá nhân của vị đó không, mà ảnh hưởng luôn cho cả một cái tập thể, cho cả một cái ngôi chùa. Khi mà nhắc đến cái vị đó, hay nhắc đến cái ngôi chùa của vị đó đang ở, thì ta nghĩ ngay đó là mấy ông sư, mấy ông thầy đó, người ta đem đến dân cúng, cúng dường, mà ăn uống cũng khen chê. Khen chê, cái tập khen chê ở đây đó, nó không phải, trừ trường hợp đó là những cái vị bị bệnh, những cái vị không có quen những cái thức ăn quá cay, quá mặn, quá ngọt. Còn cái cách mà ở trong cái bài kinh Pháp Cú này đang đề cập đến là cái cách khen chê tùy ý, muốn thể hiện, muốn khoác lác, chứ không phải là khen chê để mà góp ý. Cái việc khen chê để mà góp ý cho người thí chủ hay là cho cái món ăn nó được tốt đẹp, đó là những cái đóng góp ý kiến. Còn cái sự khen chê mà nói về cái chê bai đó, mà để cho nó không có mang cái tính góp ý, mà để cho mình thể hiện mình là người sành ăn, thì không có chấp nhận được, ngay cả cái người đời cư sĩ, huống chi là một cái vị xuất gia tu sĩ. Thì cái câu chuyện này đó, ở trong chư tăng cũng như là trong tín đồ Phật tử không có đồng ý, cho nên đem lên hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật cái lý do tại sao, và xin Đức Phật ngài có cái những cái lời chỉ dạy đối với cái vị tỳ khưu Tí Xá này. Thì lúc đó Đức Phật ngài nói với các hội chúng rằng á, tỳ khưu Tí Xá này có cái tật hay khoe khoang, hay khoác lác, hay chê bai. Bất kể cái lý do gì, nó không phải nó xuất phát từ trong cái đời này không, mà ở trong quá khứ đã từng có như vậy. Nó từng có như vậy. Và Đức Phật ngài nhắc lại cái kinh Bổn Sanh liên quan đến cái tích chuyện đó là tên là Katahaka. Liên quan tới chuyện Katahaka. Thì cái tích chuyện này cũng khá dài, cho nên Tịnh Đạt cũng xin được tóm tắt chỗ này một tí xíu. Đức Phật ngài kể rằng ở trong quá khứ đó, có một cái lần nọ, ra một kiếp nọ đó, cái tỳ khưu Tí Xá này là một cái người con của người phục vụ, nhưng mà sanh ra lớn lên đó thì đồng trang lứa với một cái vị như là hoàng tử là con của một cái nhà quý tộc. Con của nhà quý tộc chứ không phải là hoàng tử. Thì trong nhà ông triệu phú, ông cũng có một cái người con, và trong cái người phục vụ á thì cũng có một cái người con.
thì hai cậu con trai này sanh ra và lớn lên ở cùng trang lứa với nhau. Thì khi mà chơi cũng chơi chung, học thì học ké. Cái người con của người triệu phú thì được học bài bản lớp lang đàng hoàng, thì cái cậu bé con người nô tỳ đó thì được học ké theo. Cho nên cái học ké tuy vậy nhưng mà lớn lên cũng thành tài, cũng văn võ song toàn, cũng thành tài. Nhưng mà anh ta lại nghĩ rằng á, cái tài của mình á, mình nên phục vụ bằng lòng chủ á, thì chủ giữ, chủ khen, chủ thưởng. Còn mà không bằng lòng á, thì bị đuổi, bị đánh, bị đập. Cậu ta nghĩ rằng cuộc sống của mình nó không có ổn định, nó bấp bênh. Bây giờ nhiều dùng cái cách gì mà không muốn làm mà muốn có ăn, mà được hưởng thụ, mà không muốn làm mà lại muốn có ăn đó. Thì anh ta biết rằng gia đình của nhà triệu phú mà anh ta đang ở đó có một cái mối thân giao với một cái gia đình triệu phú ở biên địa, cách đó rất là xa. Và anh ta tự ý của mình dàn dựng một cái mưu mẹo là viết một cái lá thư kết giao, kết thân xui gia giữa hai gia đình. Và anh ta cầm cái lá thư đó để mà cưới cái cô con gái của gia đình triệu phú ở xứ biên địa. Thì anh ta đến đó và thành công với lại cái mưu của mình, và trở thành cái người con rể sống ở đó, giàu sang phú quý, có vợ đẹp. Rồi anh ta lại dở cái thói chê bai, ý rằng mình là con của nhà bá hộ ở trung tâm thị trấn, ở thành phố, đi về cái xứ quê, vùng quê, rồi biên địa, thì anh ta hay khen, hay chê những cái thức ăn, thức uống ở cái thứ đó. Và cuối cùng thì anh ta cũng không có che giấu được. Và cái câu chuyện đó được cái kết thúc bởi một cái câu kệ như thế này. Mỗi khi mà anh ta khen, anh ta chê thức ăn đó, thì cái cô vợ đó cô đọc cái câu này, anh ta liền biết cái thân phận mình bị bại lộ, là khoe khoang khoác lác lung tung, đã qua xứ lạ ai lùng mà lo, hại thay bị kẻ theo dò, cá ta cá ăn no đi nò. Thì Đức Phật ngày kể lại cái câu chuyện quá khứ trong cái tích tiền bốn sanh đó, là tỳ khu thí xá này, cái tật này đó đã từng có trong quá khứ rồi. Hay chê bai người khác, hay chê bai món ăn, món thức uống, bất kể đó là lý do gì. Và cái hậu quả của cái việc chê bai nhất là cái người tu sĩ đó, xuất gia đó, mà thọ dụng vật thực, một trong bốn món vật dụng, và kể cả bốn món vật dụng luôn, mà không có cái sự quán tưởng, không có cái sự tu thúc, không có cái sự đó là chấp nhận, mà có cái lời chê bai, sanh cái tâm bất mãn. Thì Đức Phật ngài nói rằng ở trong câu kệ này là thiền định hoặc là minh sát, đạo quả không phát sanh đến vị ấy. Nếu vị nào cảm thấy hổ thẹn vì được người khác chân cúng ít hoặc nhiều, thô đàm hoặc thanh quý, hoặc không được cúng dường sau khi mình đã dâng phần mình cho người khác, thì thiền định, minh sát, đạo quả không phát sinh đến vị ấy. Cái điểm này đó, thưa quý vị, rằng ở trong đời sống của người cư sĩ đó, đời sống của một vị xuất gia tu sĩ đó, bên cạnh cái phần mà giới luật
hành trì giữ gìn cho một cái đời sống phạm hạnh, không bị lem ố, không bị hư hoại, thì có những cái phép mà cần phải tu tập. Đó gọi là bốn cái giới thanh tịnh, hay là tứ thanh tịnh giới, Chattupariya Suddhi Sila. Nói về cái giới luật Patimokkha mà vị tỳ kheo cần phải gìn giữ cái phẩm hạnh của mình. Nói về cái việc mà tu tập, thu thúc lục căn. Nói về cái việc mà nuôi mạng một cách chân chánh. Và cái cuối cùng đó là nói về cái phép quán tưởng. Thì trong cái phần mà quán tưởng đó, đó là một cái sự cần phải thực tập và ghi nhớ hàng ngày. Bởi vì phép quán tưởng đối với bốn món vật dụng căn bản là y phục, là vật thực, là chỗ ngủ, là thuốc chữa bệnh đó. Nếu như không có cái sự quán tưởng, không có cái sự ghi nhận sử dụng bốn món vật dụng này để là cái nhu cầu nuôi mạng, là cái nhu cầu để mà che thân, tránh ruồi muỗi rắn rít, tránh cái nóng lạnh, thì cái vị đó được xem là cái vị mắc nợ và không có được cái sự an vui, an tịnh trong cái ngày hôm đó. Cho nên đối với một cái vị xuất gia tu sĩ, nó quý vị thấy rằng có nhiều cái, chúng ta không nói là cái ràng buộc, nhưng mà có nhiều cái sự cần phải ghi nhớ về cái pháp tu tập. Không đơn thuần giống như là người tại gia cư sĩ đó, chúng ta gìn giữ ngũ giới để chúng ta có được một cái đạo đức căn bản, cũng như là tạo cái phước báo cho mình. Rồi chúng ta nghe pháp, chúng ta tu thiền, chúng ta làm phước các công đức. Cái đời sống tại người xuất gia tu sĩ đó, nó không phải là như vậy, mà liên quan đến cái việc đó là gìn giữ phẩm hạnh cho được trong sạch và thu thúc trong cái đời sống phẩm hạnh. Ở thu thúc ở đây cần phải được thực hiện qua cái pháp tu tập và qua cái đời sống bình thường. Đối với một cái vị xuất gia tu sĩ mà các quý vị chúng ta tiếp xúc, chúng ta nhận định đó, có một cái câu nói mà thường các vị hay nói cho vui đó, tức là xuất gia mong sao trở thành một cái ông sư đúng nghĩa là mừng lắm rồi. Một ông sư đúng nghĩa là như thế nào? Các quý vị Phật tử, chúng ta đi chùa, chúng ta tiếp xúc đó, cho dù đó là một cái người không có học vấn nhiều, không có tinh thông về trong giáo lý, nhưng mà cái vị đó giữ cho mình một cái hạnh là một vị tỳ kheo được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, và luôn giữ cho mình cái sự trong sạch về cái phẩm hạnh giới đức. Và cái vị này có một cái pháp tu tập thu thúc, biết quán tưởng về bốn món vật dụng, biết tri túc ở trong bốn món vật dụng,
biết thun thúc ở trong cái lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì bấy nhiêu đó thôi. Quý vị quý cái vị đó biết chừng nào. Còn như, nếu như là cũng là cái vị như vậy, nhưng có được cái khả năng thuyết giảng, dẫn dắt cái người Phật tử, dẫn dắt chỉ dạy cái người khác đi theo con đường của Đức Phật thì càng quý hơn. Nhưng mà căn bản phải là cái vị mà có được cái phẩm hạnh trong sạch, phải là cái vị biết cái phương pháp thu túc và tri túc trong bốn món vật dụng, thì như vậy đó, đó là một cái vị xuất gia tu sĩ mà được cho rằng đó là trở thành một cái ông sư chân chánh, vậy là quý lắm rồi. Trong trường hợp này, câu kinh Pháp Cú số 249 đó, mà chúng ta đang học đó, do tính tâm hỷ tâm loài người mới bố thí. Thì cái việc mà bố thí hộ trì cho cái bậc xuất gia của người cư sĩ đó, phải nói rằng là đó là Đức Phật Ngài từng tuyên bố mạng mạch của Phật giáo có được duy trì, có được lớn mạnh và bền vững hay không là do cái sự lớn mạnh phát triển của tứ chúng, mà chúng ta có thể nhận định rằng đó là nam, người nam xuất gia, người nữ xuất gia, người nam cư sĩ và người nữ cư sĩ. Bởi vì hàng xuất gia tu sĩ mà không có được sự bảo trợ, hộ trì, giúp đỡ của người cư sĩ hộ pháp đó, thì cái người xuất gia cần phải làm thêm cái công việc để mà nuôi màng, thì thời gian đâu nữa mà trao dồi kinh sách giáo lý, hay là thời gian đâu nữa mà tu tập. Còn người xuất gia cư sĩ mà thiếu hình bóng của những người cư sĩ mà thiếu hình bóng của người xuất gia thì còn gì gọi là Phật pháp nữa, còn cái gì để mà mình hộ độ, để mà mình nương tựa nữa. Cho nên cái vai trò của người xuất gia và người tại gia cư sĩ đối với việc mà gìn giữ hay là phát triển Phật pháp đều quan trọng như nhau. Và để cho cái người cư sĩ Phật tử có được cái đức tin nơi Tam Bảo là một cái việc làm cực kỳ là khó chứ không phải dễ. Bản thân cái người đó có duyên lành với Phật pháp là một lẽ, nhưng cái hiện tại, cái nơi mà cái vị cư sĩ đó đến để mà tiếp xúc, để mà học hỏi, để mà nương tựa đó, cần phải là cái nơi đủ để mà giữ vững cái lòng tin cũng như là phát triển cái lòng tin, thì như vậy mới có được cái sự lâu dài, bền vững. Còn trong cái việc duyên sự này đó, giống như là một cái nơi nào mà có một cái vị cá nhân như là cái vị tỳ khưu thích xá này, thì phải nói rằng rất là khó khăn để cho nội bộ hội chúng đó có được cái sự an tịnh. Không riêng gì cái bản thân của vị tỳ khưu thích xá không, mà luôn cả cái hội chúng đó, cái đạo tràng đó, tăng ni Phật tử đều cảm thấy rất là khó để mà an tịnh bởi cái một cá nhân như vậy. Cho nên cái việc mà thọ dụng bốn món vật dụng, cái cách mà cái vị xuất gia tu sĩ mà thọ dụng bốn món vật dụng, nó không đơn thuần là chỉ là hưởng thụ, hay không đơn thuần chỉ là sử dụng, mà Đức Phật Ngài chỉ cho cái cách dùng mà không có bị gọi là kẻ mắc nợ. Sử dụng bốn món vật dụng: y phục, thực phẩm, chỗ ngủ và thuốc men,
như là một cái người chủ, chứ không phải như là một người mắc nợ. Đó là phải có cái sự quán tưởng, phải có sự ghi nhận rằng 4 món vật dụng này là cái nhu cầu thiết yếu để duy trì cũng như là tránh những cái rủi ro, những cái tai hại từ cái môi trường bên ngoài, cho cái đời sống được sự an vui. Chính vì cái được sự an vui của cơ thể này, nó vẫn là cái nền tảng, là cái nguồn làm cho cái tâm tinh thần được cái sự an vui. Cơ thể khỏe mạnh kiền tráng thì tinh thần cũng được sự khỏe mạnh kiền tráng. Trong cái nội dung câu pháp cú cũng như là duyên sự phúc, cái duyên sự câu kệ ngôn này đó, ngay cả người cư, người xuất gia để ý nhiều hơn, nhưng mà ngay cả người đời cư sĩ thì chúng ta cũng nhớ cái bài học này. Một cá nhân có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người, và lỡ như mà chúng ta gặp cái tình huống này ở trong bất kỳ một cái hội chúng hay là một cái ngôi tam bảo mà chúng ta đang nương tựa, chúng ta đang tiếp xúc để mà học hỏi giáo lý kinh điển, thì lỡ như trong cái hội chúng đó, trong cái nội bộ đó có một cá nhân là người xuất gia mà có cái tật như thế này, hay là có cái tật làm cho những người khác khó chịu đó, thì cũng mong rằng quý vị hãy thông cảm và cũng như là khéo tác ý để mà mình không mất cái cơ hội học Phật Pháp. Không mất cơ hội học Phật Pháp thì chúng ta đang giữ cho mình một cái cơ hội là gặp Phật Pháp ở trong tương lai. Bởi vì cái tâm mà bất mãn nó sanh lên, nó làm cho mình không thiết tha với Phật Pháp, thì cũng vô tình là chúng ta cắt đi cái cơ hội gặp Phật Pháp trong tương lai. Cho nên nói là nói như vậy, đó là Tịnh Đạt muốn nói thêm. Bởi vì trong thực tế thì chúng ta là phàm phu, thì chúng ta rất là dễ bị nhận định của cái phàm phu xã hội, định kiến của xã hội hay là cách kinh nghiệm của xã hội, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Để mà có được cái sự khéo tác ý, tránh đi những cái rủi ro, phải nói rằng cần phải khéo tác ý liên tục. Chứ rất là dễ, có những quý vị thấy rằng ở trong cái thời gian thịnh suy của bất kỳ một cái công ty hay là bất kỳ một cái môn phái, hay là nói về Phật Pháp, Phật giáo, hay là các cái chùa tự viện nào của nó cũng vậy. Lúc mà đương thời thịnh á, cái gì cũng tốt hết trơn, nhưng mà qua cái chiều dốc mà suy rồi đó, thì tùm lum chuyện nó xảy ra, mà trong đó là cái sự bất mãn nó xảy ra trước tiên. Bất mãn, bất đồng ở trong nội bộ, bất mãn, bất đồng từ cái phía bên ngoài. Cho nên nếu mà mình á, là người trong nội bộ, hay là mình từ người là người từ bên ngoài mà gặp những cái hoàn cảnh này, thực sự ra tới quý vị rằng chúng ta hết sức là thông cảm. Bởi vì phàm phu, cá tánh, khuynh hướng mỗi người mỗi cái khác nhau hết, và chúng ta không có khả năng để mà thay đổi, suy dịch chuyển cái tâm tánh của người đó, thì chúng ta hãy kéo tác ý để mà chúng ta không có bị cuốn vào bởi cái tật, cái tối hư của người đó, mà làm mình bị phiền não, mình bị mất cái cơ hội học Pháp, mất cái cơ duyên với Phật Pháp, thì nó uổng lắm. Thì qua cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 249 này, cũng như là cái ý nghĩa câu kinh này, Tịnh Đạt xin được chia sẻ và được xin được kết thúc tại đây. Và kính tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh, và cầu chúc cho quý vị, tất cả chư tăng, tất cả quý vị được sự an vui tấn hóa. Và Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddhana bhavena sada satayi bhavantu te bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhammana bhavena sada satayi bhavantu te bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sanghana bhavena sada satayi bhavantu te. Tất cả anh phóng hàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành. Chúng con kính kêu Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã hoàn luân chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu vụ chi ta sot thiên ca ron tệ tha quý hà ra măng đa lê hê ra cha mát cha na quá ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sắp ba na pu ta su khi ta pa